bình tĩnh, anh đợi máy quay phim nó quay với anh Long ơi. Đâu đâu? Cà rốt đâu, cà rốt đâu? Rau ngò, rau ngò. Nấm rơm đâu? Có nấm mèo không cô? Đây rồi, đây rồi. Nấm. Long ơi, Long giữ tiền. Nấm. Đâu đâu? Tiền anh này. Bao bao tiền chị ơi? Ngò rí. Ngò rí là cái ngò gì? Ngò rí. Mùi. Mùi thì nói là mùi. Trời ơi. Được rồi. Long ơi, trả tiền. Trả tiền bác ơi. Chị ơi. Bà bán rau chắc bà xỉu rồi. Bậy quá Long ơi. Trời, ông gom đồ, ông ta không chạy kìa trời. Dạ, con lấy một nước. Bún năng ơi. Nắm thì thôi, bún năng, bún năng. Để làm bánh đúc ấy. Bao nhiêu hả? Đây, tiền. Thôi. Rồi, con cảm ơn bà cho luôn. Bà cho luôn. Ủa, anh Long đâu rồi? Dạ. Anh Long. Tí nước trà xong nhé. Dạ, có cái mèo chưa? Bao nhiêu tiền? Gọi đây 20. Thôi 5 ngàn. Nhanh lên. Anh Long anh chạy rồi. Rồi, được rồi. Anh rửa bên kia đi. Không biết làm hả? Không. Cái này làm gì? Không phải hấp đâu. Phải hấp chứ. Phải không chứ. Mày hấp thì hết tiền à? Không hấp sao ăn anh ơi. Được rồi đấy cô ơi. Chín rồi, được rồi. Chị giơ ngón tay cho em cái. Miếng bột đi. 8065 15.694.399 đồng. Chào đón Tự Long, nghệ sĩ nhân dân Tự Long xuất sắc. Dù rất là khó, cái món này rất là khó quý vị, tại vì khuấy cái bánh đúc á, hiểu không, là phải đặt anh sao anh nói em nghe, là cái này đối với anh đúng là thật sự là hơi gian nan. Không, nhưng mà số tiền anh đem về rất là nhiều, 15 triệu mấy lận nha, đã rất là nhiều rồi, đã rất là quý rồi, đâu phải dễ gì, đúng không? Cảm ơn anh rất nhiều.